Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng Xuân Bắc chửi khán giả để thực hiện sứ mệnh mà đảng giao phó? Sau khi đăng tải câu chuyện ngụ ngôn để chửi khán giả, Xuân Bắc đã bị độc giả phẫn nộ phản đối. Tuy nhiên, vẫn có một số ít độc giả tỏ ra thông cảm mà bao biện bào chữa cho Xuân Bắc. Họ cho rằng chỉ là một chuyện ngụ ngôn, chẳng hướng tới một đối tượng xác thực nào mà dư luận cứ buộc Xuân Bắc phải xin lỗi và còn yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt liệu có hàm hồ quá không? từ những lời bao biện này có thể hình dung một giả thuyết khác. từ mấy chục năm nay đời sống chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ của Việt Nam đều bị đảng chi phối. tất cả mọi thứ từ các sự kiện chính trị, sinh hoạt cộng đồng cho đến cuộc sống hàng ngày đều bị đảng kiểm soát. từ cách đánh giá con người đến xem xét tác phẩm tất cả đều quy về lập trường quan điểm. hình ảnh, bài viết hãy để cho xuân bác lụi tàn cùng với chủ trương văn nghệ phục vụ chính trị. Cũng chính vì thế mà tác giả Mai Luân đặt giả thiết rằng bài viết nói trên của Xuân Bắc cũng bị liệt kê vào một âm mưu. Âm mưu đó là Xuân Bắc được Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí làm đặc tình cho một sứ mệnh. Bài viết của tác giả Mai Luân đăng trên IFA ngày 31 tháng 1 cho rằng sứ mệnh đó là Xuân Bắc giải cứu cho khủng hoảng truyền thông của đảng. Sau Tết, đảng không muốn dư luận bàn ra tán vào về chuyện ra đi một cách vội vã của hai ông ủy viên Bộ Chính trị trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một loạt các bê bối trong nội bộ cấp cao. Rồi nữa, ngay cả những chuyện chướng tay gai mắt như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cướp diễn đàn, gạt bao quyền chủ tịch nước để đọc diễn văn chúc Tết mà không một lời giải thích cho công chúng. Chưa hết, hàng loạt các câu hỏi liên quan đến trùm cuối vẫn còn dậy sóng. Và một loạt những thông tin dậy sóng khác trên mạng xã hội như phu nhân cựu chủ tịch nước bị công an mời ra làm việc, con gái rượu của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã du học 5 năm ở Anh Quốc. Tất cả những chuyện này đảng Cộng sản không muốn dân bàn tán. Người dân sẽ đặt vấn đề trách nhiệm chính trị của ông Trọng vì chính ông đứng đầu tiểu ban nhân sự Đại hội 13 chọn lựa các vị này để Trung ương bấm nút. Đảng Cộng sản đã nhiều lần sử dụng chiêu trò scandal để dẫn dắt dư luận, bẻ lái mối quan tâm của cộng đồng từ những vấn đề nghiêm trọng sang những vấn đề nhố nhăn vặt vảnh. Và quả thật rất đáng ngờ vì ngay lập tức sau khi status của Xuân Bắc đăng lên, cả hệ thống báo chí nhà nước âm âm nhảy vào phê bình, chém Xuân Bắc tơi bời. Có những bài báo rất công phu đi thu thập rất nhiều ý kiến khán giả. Hình ảnh diễn viên hài Xuân Bắc, tác giả Mai Luân nhận định nếu thuyết âm mưu này là đúng thì Xuân Bắc không chỉ cứu Xuân Phúc mà Xuân Bắc còn cứu cả đảng, giải tỏa thông tin, không để cho người dân tập trung vào những tin tức đảng không muốn dân chỏ mũi vào. Thế thì ban tuyên giáo trung ương phải chỉ đạo sao cho 800 tờ báo hãy đánh hội đồng Xuân Bắc mà không cho ông này mở miệng. Nhận xét về chương trình Táo Quân đêm giao thừa trên VTV, nhiều người cho rằng do Táo Quân chiếm trọn giờ vàng nên khán giả đành phải xem, cưỡng bức. Thực tế, nhiều năm trở lại đây rất ít khán giả xem Táo Quân do chương trình này quá nhạt và nhàm chán. Bác sĩ Facebooker Võ Xuân Sơn nhận xét, ông và bạn bè ông đã chẳng còn ai nhắc đến, bình luận đến chương trình Táo Quân. Thậm chí ông Sơn còn tưởng rằng chương trình này đã dừng biểu diễn. Nếu quả thật giả thuyết của Mai Luân là đúng, thì có thể nói Xuân Bắc đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà đảng giao phó và đã hy sinh anh Dũng để bảo vệ đảng, để kéo dư luận ra khỏi những bàn tán về cuộc đấu cung định, ra khỏi những đòi hỏi về trách nhiệm của ông Tổng Bí Thư ông thủ tướng trong việc để xảy ra những đại án tham nhũng tày trời kia. Nhưng với người dân, hãy để cho Xuân Bắc lụi tang cùng với chủ trương văn nghệ phục vụ cho chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Phải chăng Xuân Bắc chửi khán giả để thực hiện sứ mệnh mà đảng giao phó? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Đức kết tội kẻ thứ hai tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Ngày 31 tháng 1, AFA loan tin, người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành bị Tòa án Đức kết án 5 năm tù. Theo AFA, ngày 30 tháng 1, Tòa án Thượng thẩm Berlin kết án ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha, Cộng Hòa Séc với mức án 5 năm tù vì tham gia cùng một nhóm mật vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi cuối tháng 7 năm 2017. Hình ảnh bài viết trên AFA ngày 31 tháng 1. Từ Berlin, nhà báo tự do Hiếu Bá Linh nói với Đài Á Châu tự do AFA qua điện thoại. Vụ xử này kéo dài 3 tháng, hôm qua thứ hai, 30 tháng 1, Vụ xử kết thúc, tòa án đã kết án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tú về hai tội danh. Tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai là tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức là tiếp tay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo AFA, các bằng chứng mà tòa trưng ra cho thấy ông Tú là người theo dõi hành tung của ông Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương khi cô này tới Đức Tú cũng chính là tài xế đưa hai người này vào Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Berlin. Sau khi mật vụ Việt Nam bắt cóc họ, ông Hiếu Ba Linh dẫn tin từ tòa cho biết ông Tú chính là người cầm lái một chiếc xe hơi khác cùng với một đoàn xe hộ tống chở Trịnh Xuân Thanh từ Prono, Cộng hòa Séc đến khách sạn Porik ở thủ đô Bratislava của Slovakia, nơi Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đón sẵn. Vụ án đình đám bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến quan hệ ngoại giao Việt Nam Đức bị đóng băng trong một thời gian dài. Trong vụ án này, Đức đã kết án ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù vào năm 2018. Ông Lê Anh Tú là bị cáo thứ hai. Ông Hiếu Bá Linh cho biết ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam và xin khoan hồng, trong khi Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội trường hợp bị cáo lê anh tú ngay từ đầu tòa đã gợi ý để nhận tội và tòa cũng nói sẽ xét mức án thấp hơn nếu nhận tội tuy nhiên lê anh tú không đồng ý nhận tội afa cho biết bên công tố trưng ra bằng chứng về việc chính tú liên lạc trực tiếp với trung tướng đường minh hưng người từ việt nam sang berlin để trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc hình ảnh ông trịnh xuân thanh ở đức trước khi bị bắt cóc Tuy các bằng chứng về vụ bắt cóc đã quá rõ ràng, nhưng ông Hiếu Bá Linh nói bộ ngoại giao Đức cho biết cho tới nay không có một dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam sẽ thả Trịnh Xuân Thanh. Ông Hiếu Bá Linh cho AFA biết thêm, hồi đầu tháng 12, tổng thống Đức lên lịch trình thăm Malaysia và Việt Nam. Mới đây chuyến đi Việt Nam đã bị hủy bỏ mặc dù tổng thống Đức vẫn đi Malaysia. Phủ tổng thống không cho biết lý do tại sao. Chuyến thăm này vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 2 phía Việt Nam vẫn khăng khăng phủ nhận việc họ đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Họ vẫn cho rằng Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú. Với phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, cùng rất nhiều bằng chứng thuyết phục, tòa án Đức lại một lần nữa khẳng định vụ bắt cóc này là có thật và do cơ quan mật vụ Việt Nam tổ chức thực hiện. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động ô nhục của an ninh Việt Nam. Hành động này chứng tỏ công an Việt Nam là một tổ chức một băng đảng tội phạm coi thường và chà đạp lên luật pháp quốc tế luật pháp liên bang đức trong vụ bắt cóc này hầu như tất cả các quan chức của đại sứ quán việt nam ở berlin đều dính líu như vậy không chỉ ngành công an mà có thể nói là cả nhà nước việt nam cũng là một nhà nước tội phạm họ bất chấp các quy tắc ngoại giao bất chấp luật pháp quốc tế họ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của họ mà mục đích trong vụ này chính là loại bỏ đối thủ chính trị trong nội bộ đảng của họ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tòa án Đức kết tội kẻ thứ hai tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d